sĩ mình mà tới là coi như là hổ hứng là ca hát, thì cái điều đó cũng là một điều vui, góp vui tinh thần cho mọi người. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự lan tỏa cái tinh thần văn nghệ với mọi người thôi, chứ em không có tập trung là đây một sân khấu để ca hát với nhau. Và ví dụ như thường thường là trong lúc này là khán giả cũng muốn biết là chị hay lưu diễn ở cái sân khấu nào hay là chỗ nào? Dạ, em đi tùm lum ở đâu mời em. Là em thấy em sắp xếp được mọi công việc và thời gian thì em tranh thủ để đến với các khán giả. Ngày xưa thì em đi vùng sâu vùng xa nhiều lắm luôn á, thì bây giờ cũng vậy, ở các tỉnh miền Tây hay là miền Bắc, miền Trung, ở đâu mà có những cái chương trình phù hợp á thì em cũng sẽ tham gia. Mỗi lần chị đi, chị có một cái fanpage hay là chị có một cái gì đó chị báo, chị đăng lên để cho khán giả yêu mến á? Em có trang Facebook nè, nghệ sĩ Quế Trân nè, rồi em cũng có trang TikTok nghệ sĩ Quế Trân. Dạ, TikTok thì em mới làm. Cho nên là mọi người vô follow em nhiều nhiều nha. Rồi, sau hôm nay là chắc là follow nhiều lắm á chị. Dạ, dạ, em mới tham gia vào lĩnh vực TikTok cùng với các anh chị ở đây đây. Thì em sẽ cố gắng là chia sẻ nhiều cái thông tin hoạt động của mình để mà các anh chị mà có biết bài dành thời gian được sẽ đến tại vì nhiều lúc không biết chị hôm đó đi show diễn ở đâu, nhiều lúc khán giả cũng muốn đi xem đến tụ điểm đó nhưng mà không biết chị có diễn tụ điểm đó không. Sau này em biết được thì em sẽ quảng cáo nhiều nhiều. Đúng rồi, quảng cáo mấy cái đó để khán giả biết mình đang lưu diễn ở đâu đó, địa điểm nào á, để khán giả đón nhận giọng hát của chị nhiều hơn. Dạ. Bây giờ chắc chắn em ở đây nhiều rồi đó. Dạ. Dạ. Vậy là muốn khán giả nào muốn đến đây uống cà phê tâm sự hay là dùng món chay đặc biệt của có ta chị Quế Trân nấu nữa đúng không? Thì đến ngày địa điểm này ha, địa chỉ này ha. Dạ, 120-126 đường Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7. Dạ. Dạ. Đó là. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cái nhà sao này. Trương Hồng Phát. Em cảm ơn nhiều. Chúc chị ra Trương Hồng Phát nha. Chúc mừng nha. Ra Trương Hồng Phát. Dạ, 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 ok. Xem ra trời, không ai hỏi trơn vậy. Quá trời luôn, không ai hỏi trơn trời. Quá trời camera luôn, không ai hỏi chị Trân rồi trơn vậy. Ngồi nói hỏi gì. Quế Trân sẽ sắp xếp công việc về cái vấn đề là đi quay, đi diễn như thế nào với cái công việc mà điều hành một cái nhà hàng ẩm thực như thế này. Ăn cao dần cổ đây luôn đi. Chai thì Quế Trân là ăn trường chai hay là ăn chai theo chữ? Em không có ăn chai trường. Em chỉ là ăn nhiều bữa ăn chai hơn trong tuần. Bởi vì công việc của mình cũng dây đó nè. Cho nên là nhiều khi mà ăn chai hết, nhiều khi không đảm bảo được hết. Không có nên là mình cứ bị hết.
có ảnh hưởng gì đến giọng hát của bạn? Với Tân là có biết là vào bếp để nấu những món cay không hay là chị em hỏi một câu, có một câu đặc biệt này má này không biết hỏi đâu, em hỏi một câu đặc biệt nè để cho camera vô hết đi cho nó đều đẹp chút xíu. Ủa, cái nhà hàng của mình á, chị có ý định là phải có một cái sân khấu là giao lưu không? Để, không. Em làm như thế là tại vì em muốn là một cái không gian nó cũng vừa đủ, nó rất là an yên, nó nhẹ nhàng đó, cho nên đây là một cái không gian cho một cái sự tâm sự trò chuyện và chia sẻ tâm tình. Thì có đang set up cái không gian này. À. Đó. Mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Tin tưởng em cũng như là tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi nhà hàng Kim Sa Cha. Rất mong tất cả bà con cô bác ở đây cùng các bạn trên đó đến ủng hộ Kim Sa Cha 120 Hoàng Văn Thụ. Mời ạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Lát giờ hát chai nghe gì Đăng. Lát hát chai nha. Kính thưa tất cả quý bà và các anh chị, đây là khai trương của quán nghệ sĩ nhân gian Quế Trăng, một nhà hàng chai và quán cà phê rất là lớn, rất là mát mẻ tại đường Hoàng Trọng Mậu, chào phường Tân Kiên, cả nhà đang xem Hồ Chí Minh. Hiện tại giờ em đang có mặt tại khai trương, chúng ta hãy theo dõi hết video này xem như chai thế nào nha. Của nghệ sĩ Quế Trăng, chút xíu nữa là nghệ sĩ Quế Trăng sẽ ra cúng sắp sửa là cả nhà hãy vào xem, chờ ít phút nữa là gặp nghệ sĩ Quế Trăng, một nghệ sĩ mà cải lương rất là hay, con của nghệ sĩ Thanh Tòng.